Bây giờ em sẽ hướng anh dẫn anh sử dụng nhé. Khi mà nổ máy lên thì nó sẽ tự động kết nối sau là tầm 2-30 giây. Thì em đã cài sử dụng nó trên vô lăng rồi. Anh có thể thao tác trực tiếp ở trên màn này. Mình thao tác trực tiếp trên nào các ứng dụng này, ví dụ như YouTube này. Cái ứng dụng này là cái ứng dụng không quảng cáo này, công ty bảo hành này. Bản đồ thì nó sẽ có hai bản đồ, bản đồ là Google Maps. Google Maps là sẽ giống trên cái điện thoại của anh nhé. Đấy, cái Google Maps nếu mà anh đi không cần cảnh báo thì đi Google Maps. Hai là anh đi vào Việt Map hay hai Việt Map hai thì cái dữ liệu nó sẽ nó cũng giống Google Maps thôi, nhưng mà cái giao diện nó khác và nó hỗ trợ cảnh báo giao thông. Tốc độ giới hạn hiện tại 50 km/h. Thì ví dụ như là mình thao tác là mình có thể tìm kiếm bằng tay, nhưng tìm kiếm bằng tay thì nó hơi phức tạp một chút. Bây giờ có giọng nói hỗ trợ giọng nói. Thì ví dụ như anh muốn mở cái bản đồ đi đâu chẳng hạn nhé, nó sẽ có hai lựa chọn cho mình. Đây, dẫn đầu tới thành phố Bắc Ninh. Đang chỉ đường đến thành phố Bắc Ninh. Anh nói là dẫn đường tới cái điểm đến mà anh mong muốn thì nó sẽ đi mặc định là bằng Google Maps này. Đấy, Google Maps này nó sẽ giống cái điện thoại của anh. Đó. Còn hai nữa là anh có thể là đi bằng cái S2 thì anh thêm cho em chữ S2. Dẫn đường tới thành phố Bắc Giang bằng Vietmap 2. Đang chỉ đường đến thành phố Bắc Giang trên ứng dụng Vietmap S2. Hoặc là tiếng cài mặc định cho anh chỉ đi bằng cái giờ này. Mặc định thì là sao anh chỉ nói là đi đến Bắc Giang, không cần nói là bằng Vietmap S2 nữa. Đấy, em cài cho anh cái đấy. Thì là mặc định anh đi đâu nó sẽ có bản đồ. Để cảnh báo thì anh phải bật cái bản đồ lên thì nó loát theo cái lộ trình mà anh đi thì nó mới báo được nhá. Đấy, ví dụ như anh muốn báo thì anh phải, ví dụ anh đi Hà Nội chẳng hạn, anh muốn báo thì anh phải nói là dẫn đường tới Hà Nội thì nó đây, ví dụ này. Dẫn đường tới sân bay Nội Bài. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài. Đấy thì là hiện tại là nó trong cái bản đồ này thì mới hỗ trợ báo anh. Còn nếu mà không trong cái bản đồ là bởi vì nhiều người ta không báo. Cứ kiểm tra lại hành trình trên màn hình trước khi xuất phát. Đó. Đấy, mình đi theo lộ trình. Ví dụ như anh không đi theo đường này, anh đi đường khác à, nó sẽ tự động nó lắp lộ trình anh. Ok, đấy là bản đồ. Còn về phần giải trí thì nó có cái YouTube này, YouTube thì em đang để cái ứng dụng cái YouTube không quảng cáo này cho anh. Thì anh chỉ cần nói mở video nhạc của Lệ Quyên. Đang mở video nhạc Lệ Quyên. Đó thì anh cũng chỉ cần nói là sẽ ra cái nội dung. Anh phải nói là mở video thì nó nhận diện này muốn là 730 ngày nữa. Ngày mai kia mình muốn xem trang thông tin là phần mạng hay chưa, hay là bao lâu thì anh cũng hỏi cho em. Trong trường hợp là nó bị lỗi không lên hoặc là cái này nó không chạy nữa đấy, thì anh cũng cần qua bên em kiểm tra xử lý lại nhé.